Hello, xin chào bà con các bạn đang theo dõi video của tôi ngày hôm nay. Tôi sẽ giới thiệu các bạn về cái giếng làng bạn nhé. Đây là một cái giếng làng ngày xưa này. Để lại này. Đây, giếng làng. Đây con đường đỗ đường đi xuống giếng làng thế này. Đây, cái đà bên nước Xuân Đình. Đây, cái giếng. Đây, cái giếng này bạn. Cái giếng làng này xây dựng. Đây là cái bậc đi xuống lại gánh nước này. Ngày xưa thì phải xuống đất mà bây giờ là quay bao tròn vẫn không quay. Này toàn bộ hình cái giếng Thank you.
Đó, mình đã giới thiệu bạn về cá giếng làng. Bạn xin chào bạn lại.